Hello, xin chào tất cả mọi người. Và hôm nay mình sẽ giúp tất cả mọi người tô màu bức tranh cực kỳ quen thuộc với tất cả mọi người nha. Đùa đấy, một nhân viên phụ nhà hàng bán đồ hay gì đấy. Nói chung này rất giống là các người của các cửa tiệm tạp hóa nha. Ok, và để đánh mất thời gian của mọi người mình sẽ tô lên nhé. Mình phải tô nhanh nhất có thể nha. Ở đây chốt tối mai rồi đúng không? Đúng. Để con lên đồ nào. Nhu anh Lâm tặng đường đi mà. À đâu anh sắp vào đúng không? Đúng anh rồi. Sắp vào bảo là các anh em thích em đi dẫn đi. Được thế luôn. Anh xem gì ai? À, anh cứ chọn thoải mái đi, anh dẫn đi. Đây, những người em yêu quý của anh đây chọn ngay gần nhà anh luôn. Anh đã chơi bài thua nên anh sẽ mời tất cả các món mà các em muốn ăn để anh bảo thế. Hôm bữa mà anh bảo thế đúng không? Đúng, chuẩn luôn. Đúng đó, chính hôm xác. Hôm bữa mà chơi xong hôm bữa anh mà bảo xong anh nghe thấy chính rồi. Xác anh quá nghe rõ luôn. Nghe thấy không? Nghe thấy mà đi chưa hai người làm chứng. Nhưng nếu có thua đâu đúng rồi đấy là không bị thua đâu. Thôi thì chơi lại thua không nào thua kèo nó chả trả sữa rồi tiêu đây là không thua. Đâu hôm qua em mơ anh thôi đấy. Thế là anh phải trả đúng không? Đúng không? Kiểu. Ông cũng mơ thế luôn. Kìa hết kiếm. Tôi mơ tổng thắng rồi. Hello, xin chào mọi người đã quay lại với kênh YouTube của mình. Thôi mình sẽ hình mọi người. Ok nha mọi người, mời tôi theo mình nhé. Đầu chọc ở trong khi xin chào nha mọi người. Chân dung hình ảnh là nông bị biên. Rất là đẹp luôn. Mình sẽ để ra một chút cho mọi người tôi nha. Con thì đánh chắc ba không? Tuấn no, thì ăn không ngon, thì ăn ngại lắm đấy. Ngại chỗ nào? Thì ăn ngại lắm. Yeah, thế thôi ở nhà. Về tao nhà. Đúng rồi. Thì ba anh em mình đi. Tắm gì lông thế? Vừa mới vào có một tí. Thế cho anh tắm cho người nhỉ? Ok nha mọi người ơi. Tôi Facebook bây giờ toàn thấy thằng bán đồ vậy. Sao đây? Đi mặt sao đây? Này, à. Chúng ta bảo rồi, lương 5 triệu không đúng rồi, lương 5 triệu đi. Giống như lương 10 triệu nữa. Không 10 triệu cũng không ăn thế đâu. Mình ra mình kiếm ra bao nhiêu thì nó vẫn hết mà. Nhưng mình không biết cách tiết kiệm. Hả? Wow. Chết. Công nghệ Photoshop thế này đỉnh. Đồ không biết bao đây là giống hương, hình ảnh của giống hương. Không biết bao giờ mới được tự... L không, no nha. Ý là tôi không chỉnh áo như này đâu ấy. Tôi chắc xin... chưa. Tôi xin sẵn chắc rồi. Chưa. Chắc chưa. Thật, này mấy cái ảnh đây à, tôi không comment đâu, comment để anh Đức gọi nhận xét ảnh này nhá. Đây cái ảnh này đi đây, nhìn đây cái ảnh này nhá. Đó, so sánh không hãy so sánh. Ảnh này là xinh thật, có nghĩa là hôm đấy make up xinh thật, mặc đồ đẹp thật. Ơi mọi người, mọi người tô đi ạ. Chỉnh chu từ trên xuống dưới, cả cái tóc cũng chỉnh chu, với nhà lên ảnh thì lên ảnh nó sẽ xinh. Mình chỉ cần chỉnh sáng với cả là cho một tí rõ make up là thôi, chứ không bao giờ không chỉnh giải lỗi thích. Như này hết điên là không nghe giải thích. Cái này nên tôi không làm được, đừng nói. Cái này tôi không làm được, chịu thôi, cái này tôi chịu. Cái này là nghĩa là tôi không chỉnh ảnh để điêu luyện đến mức đấy đấy. Thôi được rồi, không phải ngại đâu, hãy thành thật với bản thân đi. No. Để anh Đức mà nhận xét cho, mình có con mắt. Nhưng mà chị này cũng có nét xinh rồi, thế nên là nhưng mà cái này chỉnh hơi quá rồi. Hết kiểu. Người khiến đau. Đâu, anh hát bài đấy. Nhưng mà ông công nhận đúng không? Có nghĩa là mặt xinh thì lên ảnh sẽ xinh đúng không? Nên chỉ cần có nét sẵn thôi lên ảnh sẽ đẹp. Anh công nhận đúng không? Đúng. Anh không.
anh Sắc công nhận đúng mình không? Mình sẽ mấy trang nhé, có thể nhóm xem nha. Anh xinh lên ảnh, mình xinh lên anh Sắc công nhận đúng không? Thấy chưa? Ha, ha, ha. À, có nét sẵn rồi. Anh đồng ý cho vui thôi. Đây là... Công nghệ Photoshop nó gánh hết à. Như kiểu cái ảnh này, đâu cái ảnh đấy là tôi bỏ kính ra nó không khác. Thế thì đây thầy cũng giống này thầy. Nhìn qua cái mắt là biết mà. Nhìn ảnh trên đi. Hai người một. Nhưng mà em nhìn qua cả cái tay là biết thầy. Nhưng mà ông phải biết nha là tôi không bao giờ chỉnh lỗ như thế này. Lỗ dư cho đẹp là được. Ý là vẫn phải chỉnh ra làm sao để ra ngoài đường người ta vẫn biết được đấy là mình hiểu không? Đấy. Nhìn qua cái mắt là biết này. Người ta phải căn góc chụp. Người ta phải căn góc chụp. Đó thì xấu cũng thành đẹp. Lại trên TikTok có nhiều con nó make up ảo. Nó xấu cách ra mà nó make up xong khác thì nó mới đủ hoa hậu. Ở đây cũng ví dụ ở đây. No. Thịnh buồn lắm, nói với Thịnh buồn lắm. Người ta bỏ tiền tại tóc đắp tiền lên mặt thì như phải xinh hơn đúng không? Là thế Thịnh buồn lắm. Thôi thôi. Rồi không thấy nó đúng lắm. Đây là bức tranh của mình, xem khi mình áo cái màu này lần nữa nhé. Cùng để thời tiết đánh lừa rằng bạn có người, bạn cần có người yêu. Thứ bạn cần chính là một quần đầu và những người bạn tốt. Người tốt là sân mật. Ok, mọi người tốt đi ạ. Hết cứu. Các bạn là nếu mà muốn đi, có nghĩa là nếu mà trong một cái dịp gì đấy mà người ta muốn mặc đẹp đi thì người ta sẽ chỉnh chu hết mức, ông hiểu không? Vậy hả? Thế nên là cái vấn đề mình bảo anh lên đi nó sẽ khác. Sao hiểu rồi. Cái năng phục này cũng rất là cơ bản nha các bạn. Nó chỉ là... Kiểu anh đấu tin nhắn ghê thật của người hiện lên phát ấn anh đi luôn xong để đánh sách tin nhắn. Không, tôi biết qua rồi. Mình chế là thứ rất đầy đủ. Con này cũng phải bé này. Cái cả chụp người ta phải căn góc xinh nhất, người ta chụp đến in thi thoảng mà nó sẽ xinh hơn gấp 10 lần. Ok nha mọi người. Mình đi là vô mà đi dài đâu. Cần hai con. Ok là mình xíu nha. Anh Đức tắm xong rồi anh Đức. Anh tắm lâu vậy? Anh tắm lâu vậy? Lâu quá anh. Anh tắm 12 phút rồi. Bao nhiêu 12 phút đó. Đúng vậy. 12 phút mà kêu lâu. 45 phút thì không kêu lâu. No, ai tắm 45 phút? Không biết, ai không biết. Đấy, đấy lên buổi đầu thì nó mới lâu. No, anh tắm 30 phút rồi mà 2 phút đâu. Ok nha mọi người. Từ 6 phút anh tắm 2 phút. Bạn này anh ra đấm vào mồm bọn kia rồi, anh Đức anh ra anh đấm vào mồm bọn kia ra. Nãy không phải em hết suy là em ra đánh rồi đấy. Hồi xưa mình quá thế. Không anh, hồi xưa em quá lắm. Hồi xưa em đi chà. Hồi xưa em mà lắm. Em có biết nghịch xưa gì đâu. Xưa em kia chơi đi. Mình đợi anh bi thảm cho chứ. Khắc xinh vậy đâu. Anh Đức ra khèn nó sao. Ok nha mọi người, anh Đức tôi đi ạ. Come on. Để em ra em bảo nhé. Mà đang quay. Bảo chú ý cút. Ô vãi, cái video hôm qua. Mình xem nhé, có thể là người xem nhé. Ê, ý là cái video này hôm qua còn đang tô được một nửa luôn ấy. Ô phát. Xóa. Ừ, đang tô một nửa thì chạy gì ạ. Dê chịu ạ. Xóa. Hết. Phán gì. Kiểu. Ghép video khác vào lần mà. Nhưng mà cái thành quả nó không giống nhau. Cần tí. À, à. Anh sắp xây nầu. Anh sao có cần không ạ? Mày nhờ mày. Anh nói lại xanh sắp em lười rồi. Hả? Anh nói lại xanh sắp em lười. Ok nha mọi người. Em lười nói quá. Em nói lại xanh sắp em lười rồi. Mọi người tô đi ạ. Cố lên, bức tranh này với bức nữa là đủ về rồi. Ok nha mọi người. Bao nhiêu cái? Mười mấy. Alo.
Oxy. Ừ, thì như thế. Thế là nhiều rồi. Mình với á. Anh như hỏi em. Ok, và bây giờ mình đến đây kết thúc hẹn là tất cả mọi người những video tiếp theo. Người like, share, đăng ký kênh của mình nhé. Bye bye. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu mẹ Simpson đang cầm cái kéo để cắt cắt. Nhưng mà cắt thì chưa biết nha. Ok, và để mất nhận thời gian mọi người mình sẽ tô lô với trên này nhé. Ok, mọi người giấu lô với trên này 7 nha. Hết chiếu. Cái này thì hết chiếu. Bạn nói đi. Nu, cái nhà này là blender mình đó. Ok nha mọi người. Tôi tin mình sẽ tôi ra cho em tôi để mình nha. Ok. Rất là đẹp luôn mọi người tôi ạ. Mày. Ờ. Ok nha mọi người. Ok. Đâu chưa? Quay đi đây. Đó thì để mình sẽ hết kiểu. Đứa em nha mọi người. Mọi người tốt thôi nào, tốt cho mình nhé. Tiếp đến là thằng Rock, Blender nha mọi người. Ok. Todd and Rock. Đây đến được thằng này nha. Mình sẽ tôn thằng này ra rồi là rất nhiều mọi người. Được nhỏ. Nhau. Ok em mọi người ơi, mọi người tốt đi ạ. Ok. À. Mọi người ơi, tô đi ạ. Ok. Thanh Hóa là bao nhiêu nhỉ? Số sao bao nhiêu? 26 hay 36? 36. Trước ở đây cũng có một Thanh Hóa bằng tuổi mình làm. À. Thế là... Thắng. Dạy Thịnh gì nữa, dạy Thịnh và mà family guy tổng cho đừng mấy người không, nhưng mà nên làm sinh quý còn đấy là sinh quý nhưng mà nó nghịch luôn đợt của tôi đến chưa có một thằng thắng thì là thắng dân Ninh Hóa là về sinh quý lâu rồi. Vâng, lâu rồi từ đợt của em mới làm được. Còn em mới là... Không phải đại với Linh. Không phải làm được một tuần nó nghỉ đến hai. Xong rồi đại với Linh. Vâng. Ừ. Thế bảo là nó đi mua kênh làm riêng gửi về thì... Quay anh Long bảo có nó mua kênh. Xong rồi đại lên. Đại, đại lên làm thay cũng được toàn Tết. Lúc nghỉ. Anh em vẫn chưa kịp chào nhau. Ok nè mọi người. Mình sẽ hoàn thành bức tranh ấy nhé. Có thể để mua xem nhà. Ok. Ôi biết sao giờ.
nó về bảo anh Đại về làm được. Có nghe xin lên mình không làm đâu. Ai chứa vậy trời? Sao anh Đại không làm? Chán rồi. Nó làm trước là làm ở nhà, làm luôn. Đi. 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 Ừ, đốn dữ thơ. Một người tô đi ạ. Nhu đấy. Hay quá. Ok. Mày đi. Phải lát đi. Con này không bắn hả? Mọi người. Ok nha mọi người, và mình sẽ tô tóc một nô cho anh em. Ok mọi người. Đợi tôi theo mình nhé. Tôi ạ. Ui, tao thế. Sao kỳ vậy luôn. Sao kỳ vậy luôn. Ok nha. Chín giờ rồi à? Ở đó. Ôi, sửa cây phát đồng hồ mình đúng rồi này. Sửa cây phát đồng hồ đúng rồi. Video là nó chậm 15 phút. Giật mình thì sắp 9 giờ. Hay rồi, cây đã ổn rồi. Cứ đúng giờ như này tốt. Ok, mọi người tô đi ạ. Okay.
Tốt rồi. Ok nha mọi người. Rồi để chị đã bức tranh này đến sau khi mình đã nói xong nha. Mọi người có thể tham khảo các bức tranh này mình để tô. Mọi người có thể khán tạo hình thức của mọi người nhé. Video mới này kết thúc rồi nha. Hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo. Bye bye. Ok nha. Ok mọi người tô đi ạ. Và video của mình đến kết thúc nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người tiếp theo. Mọi người like, share, chia sẻ của mình nha. Bye bye. Hello. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ với tất cả mọi người tô màu và bức tranh. Xin gương. Được đấy. Có bố mẹ xin xin em xin gương thôi. Thì xin xin và chị em hai nha. Ok, ở đây đến bây giờ là mình gọi mình tô luôn nhé. Búp bật kẹt gì? Ok. Ok mình nha mọi người. Ok. Ok nha mọi người. Tốt rồi. Mình sẽ để đây cho mọi người tô một chút nhé. No. Ok nha mọi người. Ủa rồi mắc gì rồi đắng. Hết cứu. Mọi người to đi. Mày này. Kéo hay kéo hay kéo. Ok.
thế nha mọi người. Mọi người tốt theo mình để có được những bức tranh thật là đẹp nhé. Ok. Giờ làm gì để hết được cái đống thâm mắt này nhỉ? Thâm lâu lắm rồi. Bao năm thì ra giờ là nó quá đen. Ok nha mọi người. Ok nha mọi người, mình có tiếp nha. Ê nhưng mà tôi vẫn chưa biết trong đây nó có những cái gì. Lâu chưa tới mùa cam sàn nu cam nó ta với tôi ngon mà đặc sản. Đặc sản cam sành nhưng rất tiếc nó chỉ xuất hiện ở gần Tết. Gần Tết bắt đầu phải có quả. Cái đường à? Cái đường canh. Tôi toàn cái đường canh. Cái đường ăn nó. Này, Tết nhà em toàn mẹ em toàn mua một tủ đầy nguyên cái đường canh chỉ cho em ăn. Không ngon được kia. Em không thích ăn quýt. Ăn ngọt quá. Em không thích ăn. Tết tôi chỉ thích ăn hướng dương thôi. Tết tôi thích ăn cúc. Có biết một món gì? Xài vẹn. Em mọi người ăn Tết thì tôi ăn không? Hả? Mọi người ăn Tết mà không? No. Tết nhà tôi có. Tết xui. Nhà tôi Tết đa số toàn đồ ăn thôi. Ok nha mọi người. Mọi người tô đi ạ. Sơn. Ok nha mọi người tô đi ạ. Mệt quá. Ok nha mọi người. Tôi suy quá. Suy. Đau thế à? Nay mình đang suy mọi người ạ. Nhà chơi chơi nhớ canh hãy. Bắt mình về tại game mình chơi. Chơi online, free. Hay, điều hay, hãy chơi. Sao nó quảng cáo nó không cho mình chơi hết một màn đi. Mà nó bắt mình tại game mình chơi tiếp một cây này. Cà này thì rêu. Ok nha mọi người. Mệt kiểu ok làm nào thế này được bây giờ. Thôi rồi. Đi làm một thân người. Đâu. Ok nha mọi người. Cảm giác tôi 10 phút một buổi chiều một buổi tối không thể nào là đủ. Hả? Cảm giác quật quẹ không đấy. Người ta đang nhắn tin với gái. Nói ai vậy? Ok nha. Nha. Người không? Người hiểu. Nu. Ai rồi? Gì? Ý là ai già thì hủy luôn hả? Chính xác. Ai trong người già mà xấu là hủy à? Good. Thằng nào mình cũng có biết nó là ai đâu.
mày chạy đâu? Đúng rồi, một tập vào mấy con mình đấy, thích chơi. Chẳng hạn như là chị còn để được này. Đấy, chị ơi, trông không thích chị Châu, trông kiểu chụp ảnh giống như hồi xưa ấy. Ê, ê, ê.